riêng với cái ngón này nè, cái ngón cái này nè ha, bạn thấy nó bị lỗm nè, nó không có u lên như bình thường, như bên hông này, bên này nó bị lỗm nè, lỗm hay bên này. Thì khi các bạn để cái móng này vô á là chắc chắn là nó sẽ không có đẩy hết cái e ra được ha. Thì nó có một cái mẹo cho những cái móng lỗm này mấy bạn. Các bạn cũng làm như bình thường, các bạn làm như bình thường đây nè đó. Các bạn bỏ lên bình thường đó, cũng bình thường như vậy ha. Riêng cái móng này nè, các bạn bỏ nó vô trong cái lòng đó chứ. Riêng cái móng này các bạn bỏ thêm vô trong cái lòng đó, đó bỏ lên đây phủ thêm vô. Rồi, chào các bạn nha, mình sẽ trở lại với cái phần làm nail gel edge nha mấy bạn. Gel edge thì sau khi mà mình đã dọn dẹp cái móng rồi đó, thì cái móng mình cắt nó sát hết như thế này ha. Rồi mình vuỗ cái cuticle cho nó tròn đều hết, xong rồi mình bỏ cái primer for gel edge trước nha, đó đây. Rồi sau đó là mình sẽ sử dụng cái bộ medium coffin ha, để mình dán. Okay. Thì để các bạn có thể sử dụng nhiều cái hù, thì mình sử dụng cái này để hù, để mình dán móng ha. Thì đầu tiên nhất á, bước đầu tiên nhất là các bạn phải ướm vào để các bạn tìm ra cái móng là nó phù hợp ha. Các bạn ướm trước, tại cái này mình recommended là mình phải ướm trước nha mấy bạn. Mình ướm trước nè, đó, mình ướm trước cho nó không có dư, không có thiếu, rồi mình để nó xuống theo thứ tự đó. Tại vì cái này khi mình áp lên á, mình ướm trước, mình lucky là những cái móng này là nó vừa ha. Mình ướm mình để như thế này đi, rồi mình quanh trở lại chỗ này, móng số 8. Số 8 này là móng số 9. Mình sử dụng móng số 9 đây. Đó. Thì cái bước đầu tiên là các bạn phải ướm trước ha. Ướm thử vào trước. Rồi xong cái này chắc chắn là móng số 10 rồi. Móng số 10. Cái móng này nó dư một chút xíu ha. Dư một chút xíu bằng mài. Mài hay mình không có. Đó sở dĩ mà mình muốn các bạn ướm trước ha. Ướm trước. Rồi xong. Đó, các bạn đặt nó xuống, nó nằm ở dưới đó đó. Rồi giờ tới ngón cái. Ngón cái các bạn cũng ướm luôn. Đó, các bạn thấy ướm lại nó vừa. Rồi xong, các bạn đặt nó theo cái thứ tự như vậy đó. Rồi mình cắt cái hộp này đi. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình sẽ gắn móng ha. Mình gắn với cái ngón tay út trước nha các bạn. Sau khi các bạn sắp nó nằm xuống đây này theo thứ tự rồi đó, thì các bạn sẽ dễ làm hơn ha. Từ con út lên tới ngón cái. Rồi bây giờ mình làm ha. Thì cái ngón này nó bình thường nó u lên á, nó đã u, nó có sẵn cái u thì nó dễ làm lắm ha. Cái ngón này, những cái ngón này nè. Đó. Rồi các bạn bỏ lên, rồi các bạn bỏ lên đây một chút xíu. Các bạn để cái tay khách cho nó thẳng nha nè. Xong rồi mình để vô nè, để vô. Mình ráng mình đẩy xuống cho cái e nó ra hết. Đó, mình đẩy ra cái e, mình thấy cái e nó ra hết. Xong rồi mình bật nó lên. Bật nó lên. Mình hơi trong vòng tới thì sẽ cần ha. Rồi xong. Các bạn trở lại với cái này. Đối như một cái móng bình thường đó, là các bạn cứ bỏ cách ra một chút xíu vậy đó. Đó. Xong các bạn bỏ lên đầu này chút xíu. Bỏ lên đầu này chút xíu. Bạn focus vô nè. Đây nè. Đẩy nhẹ thôi. Đối với cái móng bình thường là đẩy nhẹ hay là nó đã xuống rồi. Mình để cho nó có điểm tựa. Đó. Yeah. bật lên. Rồi cho nó về dính là các bạn dừng lại, ok. Ngon đây. Các bạn có thể để tùy theo mình, có thể mua cái holder, còn cái này mình tạo thôi. Cái holder là mình lấy cái không bỏ nó lại chút xíu nè, để vô nè, thấy không? Đó, khi nào bạn thấy bong bóng nó chạy ra hết, không còn gì đó, dừng lại cho nó trào xuống chút xíu dưới, lát nữa mình dọn nó ra thôi. Bạn canh cho nó thẳng chút xíu ha. Đây là những đối với những cái móng mà nó có cái form sẵn ha. Đối với những móng nó có cái form sẵn, nó u lên chút xíu đó. Riêng đối với cái móng mà mình bỏ lên đây, riêng đối với cái móng mà nó bị lõm xuống là mình sẽ có một cái trick ha. Ok, đây mình cứ để đây nè, bạn thấy không? Bạn đẩy bạn nhìn thấy cái e nó chạy ra đó, đó cái e nó đi ra hết rồi, nó ra hết rồi, bạn bật lên. Ok, rồi xong rồi. Riêng với cái ngón này nè, cái ngón cái này nè ha, bạn thấy nó bị lõm nè, nó không có u lên như bình thường, như bên hông này, bên này nó bị lõm nè, lõm hai bên hai. Thì khi các bạn để cái móng này vô á là chắc chắn là nó sẽ không có đẩy hết cái e ra được ha. Thì nó có một cái mẹo cho những cái móng lõm nha mấy bạn. Các bạn cũng làm như bình thường, các bạn làm như bình thường đây nè, đó, các bạn bỏ lên bình thường rồi đó, cũng bình thường như vậy ha. Riêng cái móng này nè, các bạn bỏ nó vô trong cái lòng đó chứ. Riêng cái móng này các bạn bỏ thêm vô trong cái lòng đó, đó bỏ lên đây, phụ thêm vô. Đây là mình phụ thêm vô trong cái lòng đó này, các bạn sẽ thấy nha. Phụ thêm vô cái lòng đó. Rồi đây, các bạn đẩy xuống rồi thấy không? Thấy cái e nó ra liền không? Đó, thấy cái e nó sẽ ra hết. Hello. Rồi, cái e nó ra hết rất là nhanh gọn lẹ luôn. Nhớ là không cho nó bị hai bên hông, nó hơi bị đừng cho nó hở hai bên hông nha mấy bạn. Các bạn đẩy phụ vô mấy cái móng này nó khó là các bạn đẩy phụ vô. Rồi, xong. Mình nhìn lại nè, nó sẽ không có bong bóng, nó không có bong bóng nhé. Mà các bạn thấy nó còn dư chút xíu ở đây nè, dư này thấy không? Các bạn dùng cái giấy bằng lau đi, các bạn xé miếng giấy các bạn lau trước khi bạn hơi. Các bạn này nó dư ngay đây nè, đó mình vuốt, tại nó chưa có chín, nó chỉ chín ngay đây thôi. Mà hai bên hông tại nó dày á, khi nó tuôn ra ngoài nó dư á, nó dày á, nó không có, nó chưa có cứng á, nó chưa chín á, mình dùng cái này nè, mình lao nó đi. Rồi sau đó các bạn bỏ vô cái đèn, các bạn làm 60 second. Rồi giờ tới nước dũa thì các bạn đẩy lên giùm mình đi, đẩy cái da lên nè. Chịu khó dùng tay vạch da nó ra đi cho nó mình, tại nó có giống như nó có cái keo á, nó còn dính chút xíu, mình separate nó ra rồi xong. Thì mình sẽ sử dụng cái đầu dũa lục thôi mấy bạn, đầu dũa lục thôi. Mình sử dụng cái đầu này để mình dũa cái khiêu cái cổ. Mà đặc biệt là mình phải hay đánh, đối với cái này nó có cái phần này á, mình nó hay bị sticky á, nó hay dính vô, cho nên là mình chịu khó. Mình có cái bàn chải này nè, mình dũa 2 ngón là mình phải đánh cái móng đó, đánh cái clean up cái đầu ha. Rồi các bạn dũa nè, các bạn nghiêng cái dũa lên đó, các bạn chạy nè, chạy cái phần đó, các bạn thấy không, mình không có chạy lên trên cái mặt móng mà mình chạy cái phần cuticle này thôi. Đó, chạy cuticle không lên trên mặt móng đó, chúi cái đầu dũa lên, thấy không, đơn giản như thầy. Mình không có dũa nhiều, chỉ dũa cái separate nó ra, giống như là cái móng hồi nãy nó có dư chút xíu cái keo á, bây giờ mình dũa nó đi, với lại cái móng nó hơi bén, nó bị gù lên chỗ đó, nó gù ghiền ở đó đó, mình dũa xíu thôi. Nhớ là cái đầu dũa chúi lên nha, không có dũa trên mặt móng ha. Mình thấy không dũa trên mặt móng. Rồi mình dùng cái ngón tay cái mình đẩy cái da nó lên nè, để cho khách nó cảm giác nó không có bị đau một chút xíu, nó không có bị nóng. Vạch nó ra. Bạn nhớ dũa cho nó flat xuống nha, cho nó hết cái phần separate rõ ràng nha. Các bạn dũa mà nó không có chia, nó không có hết cái phần dư vô đó là cái móng nó dễ bị liếp lắm ha, móng rất dễ bị liếp. Đó là cái phần đầu tiên nhất, là mình dùng cái dũa đồng. Bằng dũa đồng nha, mình dũa cái phần dư đó ra. Ok, đây là cái bước dũa đầu tiên ha. Cái bước thứ hai là mình dùng cái dũa giấy, dũa mịn ha, dũa giấy mà dũa mịn ha. Mình sẽ chạy lại, mình cũng chạy ngay chỗ đây luôn, bạn để ý nè, mình chạy nè, dùng dũa giấy dũa mịn ha, mình chạy ngay đây. Mà lần này cái dũa giấy mình để nó nằm hơn, nghiêng hơn chút xíu. Cái nãy nó đứng ha, còn cái này mình dũa nó nằm hơn chút xíu. Đó, các bạn thấy không? Thấy cái đầu dũa của mình không? Mình cho nó nằm nghiêng một chút xíu. Để làm gì? Ngay cái này nó có cái độ nó không có, nó lên chỗ đây nè, cho nó bằng phẳng ra. Có cái độ bằng phẳng hơn, tại vì sao, cái này nó dễ tạo cái độ bằng phẳng hơn. Tại cái dũa này nó lớn, mình có thể sử dụng nguyên một cái đầu của nó, nguyên cái đầu dũa lớn đó. Mình đó rồi mình xong mình dũa nhẹ nhàng thôi. Rồi các bạn chạy nhẹ nhàng không, nó rất là đơn giản ha. Rồi Rồi cái bước kế tiếp là các bạn dùng cái buffer. Cái buffer các bạn vuỗ cái này một chút xíu, nhưng mà các bạn đánh lên chỗ đây nè, nó nhiều hơn một chút xíu ha. Các bạn chạy đây này, bên đây qua đây, ví dụ bên đây mình đánh cái đây 2 lần thì cái này mình đánh 3 lần, 4 lần đó, ngay đây đó. Bạn đánh ngay đó, bạn đánh trên này nè, đầu tiên nhất là bằng dụng dũa này, cái dũa này cái cạnh này nó vô ngay đây nè đó, đánh ngay đây, rồi dưới đây mình đánh sơ vậy thôi đó, đánh trên này nhiều xuống cho nó bằng lại xíu đó. Rồi mình tạo cái độ ngay đây cho nó bớt cái ba nhám để cho nó bóng đi, để cho nó có độ bám của nước sơn. Nhưng mình nhớ các bạn nhớ đánh cái này nè, đánh cái này là đánh vô nè đó. Rồi sau khi các bạn nhìn thấy không đó, nó sát, rất là sát, rất là gọn. Rồi đây là cái bước gắn móng và dũa sơ, mình sẽ trở lại trong phần kế tiếp.